Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những công dụng mà dòng sản phẩm cao hắc xâm hữu sứ Kang Khoa mang lại cho người dùng à, Thưa bạn, Hàn Quốc thì vốn đã được biết đến là một trong những đất nước về củ sâm rồi đúng không ạ? À bên cạnh đó thì khi mà chúng ta sử dụng sâm thì chúng ta cũng đều mong muốn rằng nó mang đến sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình, cũng như là tăng cường sức khỏe, ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bởi vì trên thực tế thì sâm đã được nghiên cứu rằng có lượng saponin rất lớn và chất này thì giúp ngăn ngừa các căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch hay là huyết áp cao. Chính vì vậy các sản phẩm về sâm được chúng ta sử dụng rất nhiều. Nhưng trên thực tế với sản phẩm hắc sâm thì được nhiều người sử dụng hơn bởi vì hàm lượng chất saponin trong sản phẩm này cao gấp 2 đến 3 lần so với những sản phẩm sâm tươi bình thường. Và chính từ những công dụng này nên dòng sản phẩm cao hắc sâm hữu sứ cang hoa được nhiều người sử dụng hơn cả. Cao hắc sâm hũ sứ là một trong những sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng và nó dần được trở thành như một trong những liệu pháp thay thế các thực phẩm chức năng khác bởi vì những công dụng mà nó mang lại đối với người dùng. Và với dòng sản phẩm cao hắc sâm này thì chúng ta sử dụng không chỉ giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt mà đồng thời nó còn ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta cũng như là mang lại nhiều lợi ích khác mà những sản phẩm khác không thể mang lại. À đầu tiên có thể kể đến đó chính là khả năng tăng cường sức khỏe khi chúng ta sử dụng sản phẩm cao hắc xâm hữu xứ này thì nó không chỉ khiến cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn đồng thời là nó còn tăng cường sức đề kháng khiến cho cơ thể của chúng ta là không gặp phải những căn bệnh vặt như là ốm sốt hay là ho thứ hai đó chính là đối với những người mà đang trong quá trình điều trị ung thư và sau quá trình điều trị ung thư thưa bạn ung thư là một trong những căn bệnh mà không phải ai trong chúng ta đều muốn mắc phải tuy nhiên thì khi mà chúng ta mắc phải chắc chắn là phải điều trị xạ trị ở với những một lượng lớn hóa chất đổ dồn lên người của chúng ta đồng thời là sau quá trình điều trị ung thư thì chúng ta cũng cần tìm những biện pháp để giúp tăng cường sức khỏe đồng thời là khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn chính vì vậy với dòng sản phẩm cao hắc xâm hũ xứ này là một trong những biện pháp không thể bỏ qua nếu như bạn đang trong quá trình điều trị ung thư Vậy tại sao thì Kiều Anh xin được giải thích với hàm lượng lớn chất saponin hay ginzenozid có trong sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng trong quá trình điều trị ung thư thì sản phẩm cao hắc sâm nó sẽ giảm được tác động của hóa chất lên cơ thể của chúng ta đồng thời là tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cũng như là kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư và cùng với đó là khi mà chúng ta sử dụng các hóa chất hay chúng ta phải xạ trị thì chúng ta sử dụng kèm với sản phẩm cao hắc xâm này thì nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta là giảm bớt đau đớn hơn đồng thời là khiến cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn còn đối với chị em phụ nữ mà chúng ta muốn sử dụng sản phẩm này để làm đẹp thì đây chắc chắn là một trong những sản phẩm không thể bỏ qua rồi bởi vì sâm thì vốn đã được biết đến là một trong những sản phẩm để làm đẹp vô cùng tuyệt vời nó không chỉ có công dụng tăng cường sức khỏe mà đối với chị em phụ nữ nó còn có khả năng là ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm với chúng ta đồng thời là làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh cũng như là khiến cho cơ thể của chúng ta da rẻ của chúng ta được hồng hào hơn khỏe mạnh hơn và với việc sử dụng sâm thế này thì nó còn khiến cho tóc của chúng ta được dày hơn, óng ả hơn và mượt hơn. Chính vì vậy đây là một trong những sản phẩm mà người người nhà nhà sử dụng để có được sức khỏe tốt nhất. Và với sản phẩm này thì nó còn hỗ trợ điều trị được nhiều căn bệnh khác nhau như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp hay thậm chí là ung thư tuy nhiên thì cũng có một vài điểm lưu ý trong quá trình sử dụng đó chính là với sản phẩm cao hắc sâm như thế này thì với những bệnh nhân đang trong quá trình mà điều trị căn bệnh cao huyết áp và tiểu đường thì chúng ta không nên uống cao hắc sâm sát với thời gian uống những loại thuốc điều trị tiểu đường và huyết áp bởi vì như vậy thì nó sẽ không tốt còn đối với những phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì cũng nên hạn chế không nên sử dụng sản phẩm này. Và với sản phẩm cao hắc xâm hữu sứ này thì cách sử dụng vô cùng là đơn giản thôi. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống từ 1 đến 2 lần và mỗi lần thì chúng ta nên pha với nước ấm để hiệu quả được cao hơn. Và nếu các bạn muốn ngọt hơn một chút thì chúng ta có thể là pha với mật ong. Và để mua được sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm cao hắc sâm hữu sứ này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.